Chào các bạn, bạn đã bao giờ cảm thấy không còn hứng thú với thức ăn yêu thích của mình chưa? Hoặc có những ngày mà nhìn thấy đồ ăn bạn chỉ muốn tránh xa, chán ăn, ăn không ngon, tưởng chừng như chỉ là những hiện tượng bình thường. Nhưng thực chất, đó có thể là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sức khỏe của bạn. Hãy cùng mình khám phá nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng này ngay bây giờ nhé! Đầu tiên là về các nguyên nhân gây chán ăn, ăn không ngon miệng phổ biến. Thứ nhất là do căng thẳng và lo âu. Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ sản xuất ra hormone cortisol làm giảm cảm giác thèm ăn. Đây là cơ chế tự nhiên của cơ thể để đối phó với những tình huống căng thẳng. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể dẫn đến chán ăn mãn tính. Thứ hai là do các bệnh lý tại hệ tiêu hóa. Các bệnh như viêm loét dạ dày, viêm ruột, hội chứng ruột kích thích và các bệnh lý gan mật đều có thể ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn. Khi hệ tiêu hóa gặp vấn đề, cơ thể bạn sẽ không thể tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả, dẫn đến cảm giác đầy bụng, buồn nôn và chán ăn. Thứ ba là do thiếu hụt dưỡng chất. Thiếu hụt vitamin và khoáng chất, đặc biệt là các vitamin nhóm B và kẽm có thể gây ra chán ăn và mệt mỏi. Những dưỡng chất này rất quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe của hệ thần kinh, hệ tiêu hóa. Thứ tư là do tác dụng phụ của thuốc. Một số loại thuốc như thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm và thuốc hóa trị có thể gây mất cảm giác thèm ăn như một tác dụng phụ. Nếu bạn đang dùng thuốc và gặp phải vấn đề chán ăn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ để tìm ra giải pháp thích hợp. Và cuối cùng là do yếu tố tuổi tác. Người cao tuổi thường gặp phải vấn đề chán ăn do thay đổi về sinh lý và suy giảm chức năng tiêu hóa. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng cảm nhận vị giác và khứu giác cũng giảm đi, làm cho việc ăn uống trở nên kém hấp dẫn. Các bạn cần nhớ là chán ăn kéo dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy dinh dưỡng, giảm sức đề kháng và suy giảm chức năng các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt, ở trẻ em và người cao tuổi, chán ăn còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và chất lượng cuộc sống. Vậy đâu là các giải pháp giúp khắc phục nhanh chóng tình trạng chán ăn, ăn không ngon miệng ngay tại nhà? Thứ nhất là hãy cải thiện chế độ ăn uống. Hãy bổ sung đủ các vitamin và khoáng chất, đặc biệt là các vitamin nhóm B và kẽm. Nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì 3 bữa lớn để dễ tiêu hóa hơn. Hãy chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa như rau xanh, trái cây, thịt nạc và cá. Thứ hai là hãy tạo không gian ăn uống thoải mái. Môi trường ăn uống sạch sẽ, thoải mái và tránh các yếu tố gây căng thẳng sẽ giúp kích thích cảm giác thèm ăn. Bạn cũng có thể trang trí bàn ăn, món ăn đẹp mắt và tạo không khí ấm cúng khi ăn uống. Thứ ba là tập thể dục đều đặn. Vận động giúp kích thích tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn. Hãy duy trì thói quen tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng các bạn nhé. Và cuối cùng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Các sản phẩm chứa enzyme tiêu hóa và lợi khuẩn đường ruột có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn. Một sản phẩm tiêu biểu mà mình muốn giới thiệu ngày hôm nay là Amoma Enzyme Gold. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển với công thức đặc biệt chứa các thành phần quý giá có thể kể tới như: thứ nhất là cao nấm men bia. Nó chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên, giúp cải thiện sự thèm ăn và tăng cường tiêu hóa. Đồng thời, cao nấm men bia còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Thành phần thứ hai trong Amoma Enzyme Gold là lysine. Lysine là một axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, cần phải bổ sung qua thực phẩm. Lysine giúp tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, hỗ trợ sự phát triển và phục hồi của cơ bắp, đồng thời kích thích cảm giác thèm ăn. Thành phần thứ ba là Biodiastas 2000. Đây là một hỗn hợp enzyme tiêu hóa bao gồm amylase, protease và cellulase nhập khẩu từ Nhật Bản. Amylase giúp phân giải tinh bột, protease giúp phân giải protein và cellulase giúp phân giải cellulose trong thực phẩm, từ đó cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất. Thành phần thứ tư là lipase AP12. Lipase là enzyme quan trọng giúp tiêu hóa chất béo. Lipase AP12 nhập khẩu từ Nhật Bản giúp phân giải các chất béo trong thức ăn thành các axit béo và glycerol, giúp cơ thể hấp thụ chất béo hiệu quả hơn. Thành phần thứ 5 trong Amoma Enzyme Gold là lactase DM100K. Lactase là enzyme giúp tiêu hóa lactose trong sữa.
Lactase DE100K nhập khẩu từ Nhật Bản giúp người không dung nạp lactose có thể tiêu hóa sữa và các sản phẩm từ sữa một cách dễ dàng hơn. Thành phần tiếp theo là Immunecamix. Thành phần này giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh và hỗ trợ quá trình hồi phục sau bệnh tật. Thứ bảy là kẽm gluconat. Kẽm là vi chất có vai trò xúc tác hoạt hóa các enzyme tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các bệnh cảm lạnh, cảm cúm, làm lành vết thương, tăng cường hoạt động vị giác, khứu giác và hỗ trợ điều trị tiêu chảy rất là hiệu quả. Thành phần thứ 8 trong Amoma Enzyme Gold là Bacillus subtilis và Bacillus glauci. Đây là các lợi khuẩn dạng bào tử giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất, đồng thời giảm thiểu các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, chướng hơi gây chán ăn. Và thành phần cuối cùng trong sản phẩm là vitamin nhóm B, bao gồm B1, B2, B5, B6 và B9. Những vitamin này rất quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ hệ thần kinh và giảm mệt mỏi. Sự kết hợp của các vitamin nhóm B trong Amoma Enzyme Gold giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hỗ trợ cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn. Amoma Enzyme Gold không chỉ giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn mà còn bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với những người gặp vấn đề chán ăn, ăn không ngon miệng và những ai cần cải thiện chức năng tiêu hóa. Tóm lại, tình trạng chán ăn và ăn không ngon không chỉ là vấn đề nhỏ mà có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nghiêm trọng. Hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các biện pháp khắc phục sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Nếu bạn đang gặp vấn đề này, đừng ngần ngại thử sử dụng Amoma Enzyme Gold để hỗ trợ tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới hoặc gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.